Chúc mừng bác nhá. Đây là một cái viên sỏi của bác Khánh nha. Bác này ta to chưa? Bác nhìn có rõ không? Đẹp đẹp dơ sát cho bác xem. Không phải mà cả gia đình tôi là rất mừng. Không đây là bác Khánh nhá. Đấy. Người thật trực thật luôn các bác này. Đấy. Đấy. Một viên sỏi nữa các bác. Mà con ai mà đấy. Một viên sỏi san hô luôn nhá. Cố gắng tìm to như thế này mà ra được các bác đấy. Đúng thật không thể tin vào mắt mình luôn ấy. Thật sự tôi cũng lấy nhiều nhưng mà nhiều người nó cứ tan nó ra nhỏ nhỏ ấy. Cái này bác Khánh nó bật ra to luôn đấy. Bác cứ gói bác đem xuống nhà luôn đấy, đấy thì các bác nhìn thấy rõ không đấy, một viên sỏi trong người của bác luôn đúng không? Đúng đấy, người thật thật luôn rồi đấy. Đấy. Cái này là không phải là đấy. Là bảo là bác nùng bác dùng cái gì để lai cao đó nhá. Thực tế cái này thực tế nó từ trong sỏi thận của tôi và tôi cũng lời nhờ thầy cũng bốc thuốc đấy, có số điện thoại của bác ấy luôn đấy. Thế hôm nay lại dẫn bác này không lấy không cho phận cháu này cũng ngày chú khỏi bệnh. Bác Khánh như thế là trước là uống thuốc ra sỏi đâu, lấy cái viên sỏi cho mọi người xem nào. Vâng, đây ạ. Đấy. Vâng, ta cùng xem. Cầm từ ở nhà xuống luôn đấy hả? Vâng, lấy từ ở nhà. Vâng. Bác bỏ vào cái bàn tay xem nào. Bác cầm lấy cái điện thoại, bác mấy anh em lấy điện thoại phát trực tiếp lên cho mọi người cùng xem cái sỏi này sợ chưa nào. Như ngón tay luôn. Lấy cái điện thoại phát trực tiếp lên luôn cho mọi người xem đi. Tờ đấy chứ có gì đâu, cái này. Có xong mà. Đây, phiên sỏi to đâu mọi người. Rồi giờ. U mẹ u rim ra được các bác này. Đặt cái ngón tay biết rồi này. Ngày thấy chưa? Gần bằng ngón tay tiên mấy lần trước là bác có chụp hình gửi xuống cho tôi, tức là nay bác xuống đến nhà bác cầm hẳn cái viên sỏi này xuống được các bác này. Đấy. Đi có cả mấy anh em các bác các chú ạ. Mà nó với cưng lấy mà vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là tôi bác Khánh ở trên Lộc Lạc ấy. Trước là có uống thuốc ở nhà, uống thuốc sỏi thận này đã ra được viên sỏi để đem xuống đây. Đây và đi chơi cũng giảm thêm bệnh nhân nữa các bác. Bác nào là bác Khánh nhở, giơ tay thế nào. À đây à, vâng, xin chào nhá, xin chào khán giả đây. Đấy, chào đây, tất cả ai đang và tất cả mọi người đang xem này. Quay Bình Đồng nhá. Vâng, xin cảm ơn. Bác Khánh như thế là trước là uống thuốc ra sỏi đâu, lấy cái viên sỏi cho mọi người xem cho nào. Vâng, đây ạ. Đấy. Vâng, ta cùng xem. Cầm từ ở nhà xuống luôn đấy hả? Vâng, lấy từ ở nhà. Vâng. Bác bỏ vào cái bàn tay xem nào. Bác cầm lấy cái điện thoại, bác mấy anh em lấy điện thoại phát trực tiếp lên cho mọi người cùng xem cái sỏi này sợ chưa này. Như ngón tay luôn. Lấy cái điện thoại phát trực tiếp lên luôn cho mọi người xem đi. Tờ đấy chứ có gì đâu, cái này. Có xong mà. Đây, phiên sỏi to đâu mọi người. Rồi giờ. U mẹ u rim ra được các bác này. Đặt cái ngón tay biết rồi này. Ngày thấy chưa? Gần bằng ngón tay tiên mấy lần trước là bác có chụp hình gửi xuống cho tôi, tức là nay bác xuống đến nhà bác cầm hẳn cái viên sỏi này xuống được các bác này. Đấy. Đi có cả mấy anh em các bác các chú ở trên đây xuống luôn. Đó, có 3 4 bác. Đây mà để mà cho người khác cầm đi mà nói đây là lấy ra cái viên này không có tin. Không tin được đúng không? Không không thể tin được chứ. Không thể tin được chứ. Dạ. Thật đúng là người thật việc thật nha. Mình tôi mà cả gia đình cũng mừng. Mừng à, mừng quá nhỉ. Cực kỳ luôn á. Vâng. Ô chị chà, sợ thật. Cái đợt đó là bán trâu sáng đi mổ rồi đúng không? Sáng đi mổ chứ là mà lại mình có trâu mà. Mà định bán quá sợ thì không an toàn, nó lại dễ bị lại. Mà lúc nó mắc bệnh đi tiểu rất là nhiều. Nhưng từ khi nó ra được cái này là một đêm thì mình uống nhiều ấy, chỉ có 2 lần thôi. Đi tiểu đêm được. Còn là không thật thì có nhiều đêm là nó không là cái đai là nữa là tôi. Còn cái qua đây cho xem.
không thể tin vào mắt mình các bạn. Nên là đi kia, tất cả anh em không tin đâu. Ông tôi thấy luôn. Nhiều người số to lên ra nhưng mà không bằng nó bằng nửa thôi. 1/3 cả. 1/4 thôi là khổ. Bằng nửa cái đó là có nhưng mà chứ giờ cái nó còn mới nó chưa theo lại nữa mà đã là bây giờ nó theo lại nó thành cá rồi, nó bên nó còn mềm hơi mềm mềm. Nhưng mà mình bóp là nó tan ra. Mềm nó mới dài được chứ. Con cào là màu mè không cào nó máu rồi nói biết rồi đây các bác này lên làm không thể tin vào mắt mình luôn này con trai mà ra được con trai mà ra xin đỡ rồi các bác ở trên Ngọc Lạc ngày trước có chủ bình gửi xuống cho tôi rồi đấy tôi đăng hình nên mọi người cũng bảo không thể tin được hôm nay cũng thật. Thật sự là tôi không tin vào mắt mình nào mà ra. Nó thật sự là cái ống của mình đang mắt cào rồi đó luôn. Đó có lại sưng lên. Sưng tấy lên. Nó có lại chui rồi. Ông kia ăn ra là phải đúng hướng đó. Mà ăn ngang cái gì tôi mới khổ rồi. Mới mất ngang là mất ngang luôn. Nó mất ngang thì vung lớp cho nó đẩy lên bắt đầu để cho nó xoay. Xoay đi.